Tại Bắc Cạn, chè nứa vầu là những sản phẩm lâm sản ngoài gỗ hiện đang được người dân khai thác để phục vụ chế biến. Với nguồn nguyên liệu sẵn có ở trong rừng tự nhiên và được sử dụng nhiều trong cuộc sống, chè nứa có tiềm năng để phát triển thành sản phẩm hàng hóa thương mại. Thơm ngon, có màu vàng đẹp, được đóng gói cẩn thận. Đó là những điểm nổi bật của sản phẩm măng sấy do Hợp tác xã Nông nghiệp Công nghệ cao BK Food sản xuất. Nguồn nguyên liệu để làm ra sản phẩm này là cây nứa tép được người dân hái từ trên rừng về. Từ đầu năm đến nay, Hợp tác xã đã thu mua được trên 10 tấn măng tươi và sản xuất được 2 tấn măng khô để cung cấp cho thị trường trong nước, đồng thời xuất khẩu sang thị trường Úc. Chúng tôi thu mua lại của bà con với giá từ 10 đến 12 nghìn một kg. Măng của chúng tôi thì một hợp tác xã sẽ đưa vào các siêu thị này, xuất sang các thị trường như là châu Âu, Nhật, Úc hay là Ukraine. Tỉnh Bắc Cạn có trữ lượng rừng tre, vầu, nứa khoảng gần 500.000 cây. Hiện những cây lâm sản ngoài gỗ này đang được nhiều doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh thu mua để chế biến thành sản phẩm giấy đế. Công ty cung ứng đầu ra thì sản xuất ra thì cung ứng về Bắc Giang thì nói chung là cái phần xuất thì không không ấy đáng lo ngại. Nếu mà sản xuất đều thì theo là 2.000 tấn trên một năm. Ngoài việc được sử dụng làm giấy, các sản phẩm từ tre, vầu, nứa còn là nguồn nguyên liệu quan trọng trong ngành chế biến thực phẩm, thủ công mỹ nghệ, đan lát. Trước tiềm năng thương mại, các sản phẩm từ tre, vầu, nứa, ngành lâm nghiệp tỉnh khuyến khích người dân khai thác có hiệu quả nguồn nguyên liệu này, đồng thời có kế hoạch bảo tồn để gia tăng giá trị kinh tế, góp phần đảm bảo sinh kế bền vững dưới tán rừng.